Đây các bạn, khi kem xoài mình để được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra để ăn thưởng thức. Các bạn có thể để ra ngoài khoảng độ 2-3 phút để cho cái phần kem này nó ra nhé. Hoặc là mình có thể dùng bát nước để mình ngâm vào, mình rút cái phần cái kem này ra. Giờ mình thử rút ra xem được chưa các bạn nhé. Mình kẹo nó mới được rồi. Hoặc mình cho vào bát nước thì nó sẽ nhanh hơn. Mình chuẩn bị một bát nước và mình sẽ cho cái phần kem vào như thế này. Nếu mà không muốn chờ đợi lâu ấy các bạn nhé. Đấy, như vậy là mình đã được một cái kem rồi. Với các loại trái cây chúng ta ăn nhiều lúc mình chế biến các món ăn khác nhau ra ấy. Thì gia đình và các bé cũng đều thích ăn, đổi khẩu vị cho gia đình nhé các bạn ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được những que kem xoài như thế này nhé. Các bạn có thể làm để cho gia đình nhà mình thưởng thức ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Để xem những video mới nhất của mình nhé. Khi ngày hè nóng nực chúng ta có thể làm kem xoài như này để ăn ạ. Mời các bạn cùng thưởng thức món kem xoài với mình ạ. Mềm ngon các bạn ạ, thơm nữa của hương vị của xoài. Chúc các bạn ngon miệng ạ, mình xin dừng video tại đây nhé. Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm kem xoài nhé. Để làm kem xoài các bạn chuẩn bị cho mình ạ. Những chiếc que này nhá, để mình khuôn để làm kem nhé. Và một quả xoài 500g nhá, với một cốc sữa tươi có đường 250ml, và các bạn cho mình khoảng 50ml sữa đặc nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi gọt cái phần xoài nhé. 500g xoài, 250ml sữa tươi có đường và 50g sữa tươi sữa đặc các bạn nhé. Mình nói lại đi ạ, vì sợ tiếng ồn ấy thì các bạn nghe khó ấy ạ. Và xoài này thì mình sẽ gọt cái phần vỏ bỏ đi để mình sắt ra thành miếng mình xay nhé. Bây giờ thời tiết nó nóng nực đấy thì các bạn có thể thích ăn xoài, nhưng chúng ta muốn ăn theo cách là mình có thể thành kem hoặc là sinh tố xoài cũng được các bạn nhé. Để cho nó mát ạ, chúng ta có thể ăn với những món này suối xoài với các cách chế biến khác nhau ra. Bây giờ mình gọt sạch đi, sau đó thì mình sẽ cho vào cối xay nó ra đều. Các bạn cho vào khuôn là chúng ta đã có một những chiếc kem cho ngày hè. Khi đi ra ngoài trời nóng nực chúng ta về có thể lấy luôn trong tủ lạnh ra với những que kem tươi ngon.
Sau khi xoài mình đã gọt xong rồi nhé, thì bây giờ mình sẽ bổ cái phần xoài ra. Mình sẽ cho vào cuối thì mình xay lên các bạn nhé. Để cho dễ xay thì các bạn sẽ cho mình một ít sữa tươi vào để mình xay cho dễ nhé. Tương tự mình sẽ cho lốt cái phần xoài này vào để mình xay nhé. Các bạn cho mình sữa đặc này. Và lốt phần sữa tươi còn lại nhé, để mình xay nốt cho nó hết nhé. Mình trộn đều cái phần hỗn hợp này lên nhé, vì cả sữa tươi, sữa đặc, xoài. Các bạn chuẩn bị những cái khuôn kem cho mình, và mình sẽ cho vào những cái khuôn kem này nhé. Mình chỉ cần đổ bằng mép nó thôi nhé, vì sau đó mình sẽ cho cầm chẳng may nó rơi. Các bạn thì vì mình cắm thì nó cái que nó sẽ vào giữa này để nó không bị trào lên trên, chỉ cần bằng mép nó là được rồi. Tương tự mình sẽ làm cho đến hết nhé. Chỉ cần bằng mép như thế này thôi nhé. Sau khi xong rồi các bạn nhé, mình sẽ cho que vào. Các bạn sẽ cất cho mình trong ngăn đá từ 6 đến 8 giờ tùy theo tủ lạnh của chúng ta nhé. Hoặc các bạn có tủ kem thì mình cho vào tủ kem, sau đó thì mình sẽ lấy ra là có thể thưởng thức ạ.